Xin chào bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ đổi tên cái ID cái ứng dụng Android của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta mở cái Android Studio lên và chúng ta sẽ thấy cái này nó là com.example.tên của cái ứng dụng. Thì đây chính là cái ID khi mà chúng ta up cái sản phẩm của ta lên Play Store. Đấy, thì nó có tên như này, bây giờ chúng ta sẽ đổi cái tên này nha. Khi mà chúng ta đã tạo nó thì có thể đổi được. Đầu tiên thì để đổi được nó thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở trên cái phần này, đấy, phần phía bên tay trái này, các bạn kích vào cái thẻ project. Thì các bạn sẽ thấy một cái nút setting, các bạn kích vào. Các bạn bỏ tick ở cái chỗ compact middle package. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đổi tên. Đầu tiên là đổi tên cái thằng com này. Ví dụ com các bạn không đổi thì các bạn đổi sang cái khác cũng được. Ví dụ như mình sẽ đổi cái này sang, các bạn sẽ chuột phải vào nó, chọn refactor, chọn rename, hoặc là chúng ta sẽ chọn vào nó, xong là ấn shift F6. Đấy, chưa? Thì hai cách là đều như nhau. Sau đó thì mình sẽ chọn rename all. Sau đó cái tên mới, ví dụ các bạn thích tên miền VN đi, thì mình sẽ đổi com thành VN. Sau đó thì ấn Enter hoặc kích vào Refactor. Chờ một chút để cho cái quá trình đổi tên và Refactor nó hoàn tất. Đấy, như vậy thì nó đã đổi hết com thành VN rồi. Tiếp theo mình sẽ đổi cái example này. Ví dụ như là mình sẽ đổi nó thành cái tên của mình chẳng hạn. Mình sẽ làm tương tự, chuột phải vào chọn Refactor Rename hoặc là Shift F6. Bây giờ mình sẽ Rename. Bây giờ mình sẽ đổi cái thằng này thành thân triệu chẳng hạn, sau đó chọn refactor hoặc enter. Sau đó thì nó hiển thị cái bên dưới này. Các bạn nhớ là phải kích vào cái do refactor. Chờ một chút để nó refactor. Rồi, sau khi thực hiện xong như thế này thì các bạn cũng có thể đổi tên cái ứng dụng của mình này này. Ok, làm tương tự như thế. Sau khi làm xong tất cả thứ rồi thì muốn là cái package này nó gọn lại thì lại kích vào cái nút này, chọn tick vào cái compact middle package. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái package của chúng ta nó sẽ tên dài dài như này và tên đúng như cái mà mình đã đổi. Sau khi đổi cái này thì các bạn sẽ không chạy được cái ứng dụng của mình chưa, bởi vì nó còn một số chỗ chưa đổi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đổi nốt tên. Ok, đầu tiên là trong manifest. Đây nó vẫn là com.example.myapplication, tức là vẫn là cái tên cũ. Mình đã đổi nó thành vn.thân triệu rồi, thì cũng thế, mình đổi thành vn.thân triệu. Được chưa? Đây là chỗ đầu tiên chúng ta đổi. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào trong Gradle, kích vào thằng Gradle này, vào trong Build. Thì ở đây nó là com thì cũng đổi thành vn. Tiếp theo là example, đổi thành thân triệu. Các bạn thay cái này bằng cái tên các bạn vừa đổi nhá. Đây chỉ là mình ví dụ thôi, sẽ thay bằng cái tên của các bạn. Sau khi đổi xong thì ấn vào cái scene now này, đồng bộ hóa này. Chờ một chút, nếu như không có vấn đề gì xảy ra thì sẽ hoàn tất. Đó, có lẽ là ok rồi. Trong những cái chỗ khác này không còn cái chỗ nào nữa. Nếu như ở cái chỗ nào mà các bạn phát hiện ra là nó chưa đổi thì đổi nốt đi. Còn thường là ở đây chỉ có mấy chỗ chúng ta cần đổi. Thứ nhất là trong build.gradle, chỗ cái application ID này chính là mã ứng dụng. Cái thứ hai là trong manifest. Và còn cái kia chúng ta đi do refactor rồi. Nhớ là không đổi bình thường mà phải refactor nhá. Không thì nó sẽ, chúng ta sẽ phải đổi thủ công rất là mệt. Ok, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong cái việc đó là đổi tên cái package hay là đổi cái ID của cái ứng dụng của chúng ta ở trong cái Android Studio.